Trần Nghiên Hy, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, sự nghiệp xuống dốc vì chồng cấm cản sau hôn nhân. Trần Nghiên Hy từng sở hữu danh tiếng rực rỡ, nữ thần thanh xuân của bao nam thiếu niên. Song ở tuổi U40, nữ diễn viên dần sa sút phong độ. Cuộc sống lẫn sự nghiệp của cô vài năm gần đây đều trải qua những nốt trầm buồn. Trần Nghiên Hy là diễn viên ca sĩ Đài Loan. Cô nổi đình đám với vai Thẩm Giai Nghi trong phim You Are the Apple of My Eyes, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Bộ phim đạt doanh thu hơn 24 triệu USD, được các nhà phê bình đánh giá cao, đồng thời lập nhiều kỷ lục phòng vé tại Đài Loan, Hồng Kông và Singapore. Sau thành công từ bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Trần Nghiên Hy nhanh chóng trở thành nghệ sĩ được nhiều người yêu thích trong một đêm. Tuy nhiên, đến năm 2014, cô đã quyết định sai lầm khi đồng ý đóng vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp của Vũ Chính. Vẻ ngoài cô không hợp với hình tượng tiểu long nữ và cô bị dân tình ném đá không thương tiếc. Cư dân mạng thậm chí còn gọi cô bằng những biệt danh như tiểu long bao, bánh bao súp, tiểu long nữ mập nhất trong lịch sử. Dù thua hết sự nghiệp phim một vai diễn, nhưng bộ phim này đã giúp cô tìm được Mr. Right của bản thân, vì ở đó cô gặp được người chồng bây giờ, Trần Hiểu. Vào thời điểm đó, cô gặp phải làn sóng mắng mỏ từ phía cộng đồng mạng, vì họ cho rằng cô là nguyên nhân khiến cho chuyện tình của Trần Hiểu, Triệu Lệ Dĩnh rạn nứt. Theo trang Sina, Trần Nghiên Hy biến mất nhiều năm trên màn ảnh khiến người hâm mộ của cô tiếc nuối. Nhiều nghệ sĩ hoa ngữ cũng lập gia đình, làm mẹ, nhưng hiếm có ai chỉ ở nhà như nàng tiểu long nữ của Thần Điêu Đại Hiệp năm 2014. Nữ thần thanh xuân của màn ảnh Đài Loan. Trần Nghiên Hy sinh năm 1983 trong một gia đình danh giá tại Đài Bắc, Đài Loan. Nữ diễn viên sớm nổi tiếng là người có gia thế khủng cùng học vấn nổi bật. Cô có hai học vị, một ngành marketing tại Đại học Nam California, Mỹ và một ngành khác liên quan đến nghệ thuật. Trần Nghiên Hy không nối nghiệp gia đình làm kinh doanh mà tự mình dấn thân vào làng giải trí hoa ngữ với vai trò diễn xuất. Nữ diễn viên có ngoại hình trẻ trung, má lúm đồng tiền duyên dáng. Năm 2007, cô được nhà sản xuất nổi tiếng Sa Trí Bình, người lăng xê thành công F4 Đài Loan. Cô bước vào nghề với loạt vai phụ trong các phim Hoán đổi tình yêu, Nơi đây anh vẫn chờ, Bất lương tiếu hòa. Tuy nhiên, diễn xuất có phần một màu của Trần Nghiên Hy chỉ khiến khán giả yêu thích nhất thời, không để lại ấn tượng sâu sắc. Năm 2009, vai chính trong bộ phim Hear Me bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của người đẹp họ Trần. Diễn xuất tiến bộ cùng sự cố gắng của cô được ghi nhận với đề cử giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 46. Dù không qua trường lớp diễn xuất, nhưng cô luôn thể hiện sự nhiệt huyết, nghiêm túc trong mỗi vai diễn và dần được khán giả đón nhận. Điểm sáng trong sự nghiệp của Trần Nghiên Hy phải kể đến vai diễn Thẩm Giai Nghi trong phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, You Are My Apple of My Eyes. Lúc này, nữ diễn viên 28 tuổi, lớn hơn nam chính Kha Chấn Đông 8 tuổi, nhưng cô vào vai nữ sinh cấp 3 hoàn toàn phù hợp. Thẩm Giai Nghi là cô bạn xinh đẹp và ưu tú nhất lớp, tất cả các bạn nam trong lớp đều yêu mến cô. Tuy nhiên, cô lại rung động trước anh chàng nghịch ngợm Khả Cánh Đăng, Kha Chấn Đông. Nếu Khả Cánh Đăng có thành tích đẹp thì Thẩm Giai Nghi lại là học sinh xuất sắc. Cô luôn có thành tích nằm trong top đầu của lớp và được thầy yêu bạn quý. Vì học giỏi nên Thẩm Giai Nghi được thầy giao nhiệm vụ kèm cặp Kha Cánh Đăng. Từ lúc đó, tình cảm của hai người dần dần nảy mầm. Bộ phim điện ảnh Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi, You Are the Apple of My Eyes của đạo diễn Cửu Bá Đảo, từng làm mưa làm gió một thời. Cho đến bây giờ, nữ chính Thẩm Giai Nghi vẫn là nữ thần học đường của rất nhiều người. Đến tận bây giờ, phim vẫn nằm trong top những phim thanh xuân học đường được tìm kiếm nhiều nhất. Cũng nhờ vai diễn, nữ diễn viên được truyền thông ca ngợi là nữ thần thanh xuân của màn ảnh Đài Loan. Hình tượng cô bạn bằng bên, tình đầu quốc dân của Trần Nghiên Hy tạo nên cơn sốt với khán giả xứ Đài. Nữ nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp muộn, tuy nhiên cô cũng có vai diễn để đời và trở thành ngôi sao hạng A tại Đài Loan. Nhờ vậy, Trần Nghiên Hy được nhà sản xuất tại Đại Lục săn đón. Cô còn được mời tham dự các tuần lễ thời trang lớn, là ngôi sao được các nhãn hàng tin dùng. Tiểu Long Nữ đuôi gà bị chơi nhiều nhất lịch sử Thần Điêu Đại Hiệp. Năm 2014, biên kịch Vũ Chính chọn Trần Nghiên Hy vào vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp. Đây là thử thách lớn với nữ diễn viên. Trước đó, có nhiều diễn viên thể hiện vai Tiểu Long Nữ đã ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả như Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi. Biên kịch Vũ Chính muốn tạo ra phiên bản Tiểu Long Nữ mới mẻ hơn, vì vậy phục trang có phần phá cách. Tuy nhiên, tạo hình cổ trang của cô không được lòng khán giả. Khuôn mặt tròn trĩnh cùng biếm tóc đuôi gà hoàn toàn không phù hợp với một Tiểu Long Nữ bằng thanh ngọc khiết theo nguyên tác. Nhận về cơn mưa chê bai, những chỉ trích, biệt danh như Tiểu Long Bao, Cô đuôi gà khiến Trần Nghiên Hy ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Sau đó cô cũng tham gia một vài bộ phim cổ trang khác, nhưng khán giả vẫn tiếp tục chỉ trích. Họ cho rằng cô không xấu, nhưng ngoại hình không hợp với nguyên mẫu nhân vật. Có thể nói, việc lựa chọn nhân vật vốn nổi bật về ngoại hình bằng thanh ngọc khiết là sai lầm của Trần Nghiên Hy, bởi thế mạnh của nữ diễn viên là sự tự nhiên, đáng yêu như cô gái nhà bên. Thế nhưng, cô lại mạnh miệng tuyên bố sẽ đem lại một Tiểu Long Nữ hoàn toàn mới và khiến khán giả yêu thích mình. Thần Điêu Đại Hiệp năm 2014 chính là dấu mốc đi xuống cho sự nghiệp của Trần Nghiên Hy, nhưng bù lại trao cho cô tình duyên với người chồng hiện tại, Trần Hiểu.
Mới tình chị em của cặp đôi gây xôn xao khắp giới showbiz trong thời gian dài. Lấy chồng, sinh con, Trần Nghi Hy gần như biến mất khỏi tất cả các hoạt động của showbiz, cho dù bản thân vốn là nghệ sĩ có mối quan hệ rất rộng trong giới giải trí. Năm 2015, Trần Nghi Hy tiếp tục vào vai mỹ nữ Đoan Mộc Dung trong Tần Thời Minh Nguyệt. Đây cũng là người đẹp nước tiếng, sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội. Do đó, Trần Nghi Hy bị người hâm mộ của nhân vật này chỉ trích vì phá hỏng hình ảnh đẹp của Đoan Mộc Dung. Sau đó, cô còn vào vai Tử Hà Tiên Tử trong vở kịch Tây Du Ký, thể hiện nữ danh ca Đặng Lệ Quân. Trong Đặng Lệ Quân, Anh Chỉ Quan Tâm Em đều là những nhân vật có nguyên mẫu đẹp. Liên tiếp có những vai diễn không được đánh giá cao, tài năng của Trần Nghi Hy bị lu mờ bởi những lời chê bai ngoại hình. Theo Sina, nữ diễn viên không xấu nhưng không có nét đẹp tiêu chuẩn của các mỹ nhân. Vì cô cố chấp đóng vai người đẹp khiến khán giả khó nhập tâm vào nhân vật. Ông A Ngoại Tinh cấm rừng chồng Trần Hiểu. Bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp là vết đen trong sự nghiệp của Trần Nghi Hy, nhưng nhờ tác phẩm này cô gặp gỡ ông xã Trần Hiểu. Lúc này, Trần Hiểu là nam nghệ sĩ trẻ có ngoại hình điển trai, lượng fan đông đảo, đang được yêu thích với các phim như Quốc Sắc Thiên Hương, Lục Trinh Truyền Kỳ, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Dẫu vậy, anh vẫn quyết định kết hôn với đàn chị hơn 4 tuổi vào năm 2016. Trong 2 năm đầu kết hôn, hôn nhân của Trần Hiểu và Trần Nghi Hy gặp nhiều sóng gió. Trần Hiểu liên tục xa nhà nhiều tháng để phát triển sự nghiệp tại Đại Lục, còn Trần Nghi Hy ở Đài Loan chăm sóc con trai. Điều này làm dấy lên tin cặp sao tràn nứt tình cảm, thậm chí ly thân. Trước khi kết hôn, Trần Nghi Hy cũng sở hữu bộ sưu tập bạn trai đồ sộ. Khi ra mắt album với vai trò ca sĩ, có những thông tin cho rằng cô viết bài hát cho người bạn trai cũ đang ngồi tù vì buôn ma túy. Sau hôn nhân, những thị phi tình ái vẫn bủa vây người đẹp họ Trần. Năm 2019, Trần Nghi Hy còn vướng phải tin ngoại tình cùng bạn diễn Anthony Neely, người cùng hợp tác với cô trong tác phẩm Tình Yêu Bánh Mì năm 2012. Trần Nghi Hy lên tiếng phủ nhận, nhưng những tai tiếng này ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của nữ diễn viên trong mắt công chúng. Mặt khác, trong quá khứ, cô còn bị nghi ngờ có mối quan hệ không trong sáng với tài tử đã có vợ là Văn Chương và chen chân vào cuộc tình của Cổ Thiên Lạc, Trần Kiều Ân. Scandal ngoại tình khiến Trần Nghi Hy yếu thế trước chồng. Mỗi khi có nghi vấn cặp đôi trục trặc tình cảm, công chúng luôn cho rằng nữ diễn viên đã làm chuyện có lỗi. Tuy nhiên, Trần Hiểu lại không lên tiếng giải oan cho vợ. Trần Hiểu bận rộn đóng phim, Trần Nghi Hy buộc phải đưa con tới phim trường thăm chồng để xóa tan tình ly hôn. Theo Sina, có tin Trần Hiểu yêu cầu Trần Nghi Hy ở nhà chăm sóc con trai thay vì đi làm. Từ đó, cô càng phụ thuộc kinh tế vào ông xã. Dù kết hôn và đã có con với nhau, song cuộc sống hôn nhân của Trần Nghi Hy và Trần Hiểu vẫn bị mang lên các mặt báo, mổ xẻ vì nghi ngờ ly thân, ly hôn, hai người trong cuộc chưa từng lên tiếng đính chính. Trần Nghi Hy muốn trở lại giới giải trí bằng cách dùng con tham gia show giải trí. Những nghệ sĩ như Y Năng Tịnh, Chung Lệ Đê, Giả Tịnh Văn, Động Khiết được khán giả yêu mến hơn khi thể hiện vai trò làm mẹ tốt. Tuy nhiên, Trần Hiểu phản đối, nam diễn viên không đồng ý để con xuất hiện trước truyền thông. Từ khi chào đời, Tiểu Tinh Tinh chưa hề bị lộ mặt. Hiện tại, Trần Nghi Hy chỉ được nhắc đến khi chia sẻ hình ảnh mới của con trai. Hiện lớp nghệ sĩ trẻ ngày càng phát triển, các bà mẹ như Lưu Thi Thi, Đường Yên, Triệu Lê Dĩnh đều nhanh chóng quay lại làm việc, trong khi Nghi Hy lại vắng lặng suốt nhiều năm. Ông A búa vây, sự nghiệp bị đóng băng nhiều năm, Trần Nghi Hy không có tác phẩm mới ra mắt. Điều này khiến tên tuổi của cô chìm dần và vị thế không còn được như xưa.